vui. Ở đây rất là đông người đi du lịch luôn cả nhà. Rất là nhiều đoàn du lịch đang chuẩn bị nhập cảnh sang Trung Quốc chơi này. Hiện tại thì Vinh đã sang được bên Trung Quốc rồi. Đợt này đi du khách rất là đông cho nên là phải chờ hơi lâu một chút, đứng chờ xếp hàng làm thủ tục mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Ở đây có một con phố này, mọi người đang đi kiểu đi xách hàng về Việt Nam bán này. Còn hàng ở bên nội địa Trung Quốc đang chuẩn bị xuất sang Việt Nam. Đây, bây giờ Vinh đang thấy ở đây có một cái món bánh cả nhà, một cái món bánh nướng. Cái này là bánh nướng Chiết Giang. Đấy. Cái này là họ để ở trong này này. Cho cháu xem một tí được không? Không, được. Wow, cái bánh này chín rồi này cả nhà này. Vừa nãy có một cái chín trước cô mang ra rồi. Đây, bây giờ để lấy cái bánh ra thì sẽ cần một cái muôi thủng. Đấy, và một cái để xúc ra này. Ở chỗ này Vinh thấy có mì xuê này cả nhà này. Đấy, mì xuê ở Việt Nam hiện tại đang rất là phát triển. Em là người Việt Nam đúng không? Em bán cho anh một cái kem ốc quế với lại một ly nước. Rồi, đây là nước của Vinh này. Cái ly này chắc là phải 1 lít. Nhiều lắm. Đây là kem ốc quế này. Đấy, kem ốc quế này cũng giống kem ốc quế ở Mi Xê Việt Nam mình. Đấy. Mời cả nhà ăn kem với Vinh ạ. Thì cái sơ chân ly hại. Bạn có thể bỏ khẩu trang ra cho các khán giả của Việt Nam xem một chút được không? Ý là bạn ấy bảo bạn ấy không xinh nên là không dám bỏ. Hay xíu à? Năm nay nữa là 29-30 năm. Ở đây được 30 năm rồi ạ. Thế cô là lấy chồng ở đây hả? Không, sang đây bán hàng. Thế là con gái nó lấy chồng rồi. Nó đi học bên Trung Quốc. Học bên Trung Quốc xong rồi nó lấy chồng bên Trung Quốc. Bây giờ trông cháu, trông con nó. Rồi nó đi học. Ý là sang đây trông cháu. Đấy. Thì cô từ lúc cô sang bên này đến năm nay là 30 năm rồi. 30 năm à? Thế hồi Covid cô có phải về không? Hay ở đây luôn? Không, không về. Covid cũng ở đây luôn à? Covid ở đây luôn. Ở đây đến tận giờ luôn. Cái này nó Trung Quốc nó còn cấp cho cô một cái thẻ à? Một cái thẻ này nè. Để được ở đây à? Để được ở đây ấy. Thẻ này gọi là thẻ gì đấy cô? Thẻ này nó kiểu như là một cái chứng minh thư nhưng mà mình thì được đi hết ở đây thôi. Không được đi vào trong sâu. Không được đi xa. Thế bây giờ cô có được về Việt Nam nữa không? Có, nếu thêm muốn về Việt Nam thì nên báo công an thì công an cho về. Dạ vâng ạ, cháu Vinh xin kính chào toàn thể quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của Tôi Người Vùng Cao nhé. Hôm nay thì Vinh lại có mặt tại thành phố Lào Cai. Và hiện tại thì Vinh đang trên đường đi sang bên Trung Quốc này cả nhà này. Và trước mắt chúng ta đây là cửa khẩu Lào Cai và bên kia là cửa khẩu Hà Khẩu của Trung Quốc. Cái cánh cổng và cửa khẩu Lào Cai hiện tại đã được tu sửa rất là đẹp rồi cả nhà. Ở đây là một cái sân rất là rộng luôn này. Đó, một cái sân rất là rộng. Cái chỗ này là cái trung tâm quản lý xuất khẩu quốc tế Lào Cai này. Đấy, bên ngoài kia là thành phố Lào Cai nhé. Cháu Vinh vừa làm thủ tục xuất cảnh ở Việt Nam mình xong, bây giờ là đi sang Trung Quốc. Đây, để mà đi sang Trung Quốc ở Lào Cai thì nó cũng khá là dễ thôi. Mình chỉ cần có một cái cuốn sổ thông hành là mình có thể đi sang bên Hà Khẩu chơi. Cái sổ thông hành này thì nó chỉ có giới hạn đi trong huyện Hà Khẩu của Trung Quốc này thôi. Còn nếu mà mình đi sâu hơn nữa thì mình có thể làm hộ chiếu visa nhá. Đấy, cửa khẩu bên Trung Quốc bây giờ họ cũng đã xây một cái tòa nhà kiểu xuất nhập cảnh rất là đẹp rồi. Trước đây thì là muốn nhập cảnh sang Trung Quốc thì mình phải vào cái nhà màu đỏ kia.
Nhưng bây giờ thì họ xây cái nhà màu xám này rất là đẹp. Cầu này gọi là cầu Hồ Kiều, Hồ Kiều 2 thì vậy. Còn bên kia thì là cầu Hồ Kiều 1 này. Cầu này là để cho đường sắt, để cho tàu hàng đi qua. Còn bên này là Trung Quốc, với những cái tòa nhà rất cao và đẹp. Cửa khẩu Trung Quốc này rất là đẹp. Hiện tại du khách Việt Nam đang kéo vali sang Trung Quốc rất là đông này. Còn phía bên kia thì cũng vẫn là Việt Nam, ngăn cách với Trung Quốc bởi con sông Hồng này. Đấy. Còn cái con sông mà Vinh đang đi qua đây thì là sông Nậm Thi. Sông Nậm Thi đây. Hiện tại nó cũng đục như kiểu sông Hồng ấy, tại vì là mấy hôm nay đang mưa lũ. Đây, đi đến đoạn này thì là cái nơi phân định ranh giới giữa Việt Nam với Trung Quốc này cả nhà này. Là ở giữa sông luôn. Đấy. Người ta sẽ phân giới bằng cái vạch này. Đi sang đến bên Trung Quốc ấy thì là cái cầu họ sơn. Họ sẽ sơn, nó giống không phải là sơn mà nó giống một cái lớp lớp đệm mút. Đi nó cảm giác êm êm và nó có một cái dải màu đỏ như thế này. Đấy. Cái đền này nó kiểu như là nó làm bằng xốp hay sao, đi êm lắm. Xốp trộn keo hay sao. Đây, cái cửa khẩu nó có cái hình chóp nhọn này rất là đẹp. Giờ chúng ta sẽ vào trong cái khu mà có cái đèn LED, có cái chữ LED đỏ kia để làm thủ tục nhập cảnh vào Trung Quốc nhá. Cũng lâu rồi Vinh không qua cửa khẩu Lào Cai, bây giờ họ đã xây dựng rất là đẹp rồi. Ui, ở đây rất là đông người đi du lịch luôn cả nhà. Rất là nhiều đoàn du lịch đang chuẩn bị nhập cảnh sang Trung Quốc chơi này. Đấy, cái chỗ mình nhập cảnh sẽ đi vào cái sảnh này. Nếu mà đi về Việt Nam ấy, thì chúng ta lại phải đi qua cái sảnh bên kia để đi ra. Đấy, bây giờ mời cả nhà theo chân Vinh vào trong kia làm thủ tục nhập cảnh nhá. Trong kia thì người ta không cho quay phim đâu, Vinh sẽ phải tắt máy quay. Thì nó sang bên Trung Quốc rồi Vinh sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nhá. Dạ vâng, hiện tại thì Vinh đã sang được bên Trung Quốc rồi. Đợt này đi du khách rất là đông cho nên là phải chờ hơi lâu một chút. Cửa khẩu Lào Cai này là một trong những cái cửa khẩu nhiều du khách nhất đấy cả nhà. Cho nên là phải chờ rất là lâu. Làm thủ tục mất khoảng 1 tiếng rưỡi đứng chờ xếp hàng cả nhà. Đây, bây giờ cái cửa khẩu này họ xây xong cao đẹp quá cả nhà ơi. Đấy. Bây giờ Vinh sẽ đi vào trong kia để Vinh tìm một cái gì đấy hay hay để Vinh quay cho các bác xem nhá. Ở đây có một con phố này. Con phố này có vẻ rất là mát mẻ với những cái hàng cây. Và đây có những cái cột, những cái quả bóng này để ngăn ô tô không đi qua. Mọi người đang đi kiểu đi xách hàng về Việt Nam bán này. Còn hàng ở bên nội địa Trung Quốc đang chuẩn bị xuất sang Việt Nam. Xếp hàng cả sáng rồi cũng khá là đói cơm. Bây giờ đi kiếm cái gì đấy để ăn sáng xem nào. Ở đây thì mọi người ngồi đây cho thuê xe điện đi chơi rất là nhiều. Ở đây thì có một cái quán bún phở, quán đồ ăn cả nhà này. Ngay phía bên ngoài thì họ để một cái bảng menu luôn ở ngoài này để cho khách có thể xem và vào ăn. Vào trong này thì có một chị này người Việt Nam hay sao? Có phải không nhỉ? Ở trong này có những món gì? Bún phở, bánh cuốn Trung Quốc đúng không? Bây giờ là ăn bánh cuốn thì chị mới tráng đúng không? Hả? Bánh cuốn này, bây giờ ăn là chị mới bắt đầu tráng đúng không? Ừ, ăn đâu tráng được. Thế chị cho em một suất bánh cuốn xem nào. Suất bánh cuốn nhé. Bánh cuốn Trung Quốc. Ngày anh phở gà giống Việt Nam mình. Phở gà, phở Việt Nam đấy. À, bún phở Việt Nam luôn à? Ừ. À, thế thì ăn bánh cuốn Trung Quốc nhé chị nhé. Ừ, à. Dạ vâng, sau khoảng 10 phút chờ đợi thì cái món bánh cuốn Trung Quốc của Vinh đã ra rồi.
Đấy, đây là cái món nước chấm này, nước chấm thần thánh của bên Trung Quốc. Nước chấm bên này thì thường là nó sẽ có xì dầu này và ớt này, chứ không giống như bên Việt Nam mình. Đó, ớt thì Vinh vừa mới cho thêm ớt ở đây này. Đấy, cái này là ớt xào. Đó, bánh cuốn đây, người ta sẽ để thành từng cuộn dài dài như này. Và bên trong nó có những cái loại rau thơm này, rồi là các cái gia vị ở bên Trung Quốc. Đó, bây giờ thì Vinh mời cả nhà thưởng thức cái món bánh cuốn Trung Quốc với Vinh nha. Đó. Bánh cuốn ở đây khá là dẻo. Và cái món nước chấm có vẻ là Vinh cho khá là nhiều ớt cho nên là hơi cay một chút. Bánh cuốn ở đây chấm cái nước chấm này không bị ngấy cả nhà. Ở trong bánh cuốn này nó có khá là nhiều thịt này cả nhà này. Người ta sẽ tráng trực tiếp và cho thịt trực tiếp vào luôn. Ở đây là tráng bằng tay, chứ không giống như ở bên Việt Nam của mình bây giờ là đã kiểu máy móc hóa hết rồi. Tại vì nhiều chỗ là không còn sử dụng tay để mà tráng bánh cuốn rồi. Gần như là người ta sẽ tráng máy, xong rồi mang ra chợ bán là mới bắt đầu trộn với nhân như thế này. Còn đây là người ta trộn luôn từ lúc người ta tráng, cho nên là ăn rất là nóng và ngon. Bây giờ Vinh sẽ ăn nốt cái đĩa bánh cuốn này xong là đi tìm cái gì đấy hay hay quay cho cả nhà xem nhá. Dạ vâng, bây giờ thì Vinh vừa mới ăn sáng xong và Vinh đang trên một cái con phố. Ở đây là sau của những cái dãy nhà chung cư, cảm giác rất là cổ kính. Giờ chúng ta sẽ đi sang bên kia tìm xem có cái gì hay hay để mua không nhé cả nhà nhé. Và đây là một con phố phải nói là rất là đẹp ở bên Hà Khẩu cái này. Hai bên đường thì người ta trồng những cái cây cảnh. Đường phố ở bên này là rất là sạch nhé cả nhà nhé, không có rác gì ở dưới lòng đường đâu. Một cái thành phố rất là hiện đại, mặc dù nó chỉ là huyện thôi. Hiện tại thời tiết đang khá là nóng, giờ Vinh phải đi tìm xem có cái gì mát mát để uống, kiểu như nước chẳng hạn. Con phố này đợt này người ta chuyển cửa khẩu sang bên kia thì cái con phố này là hơi ít người qua lại. Trước đây thì cái con phố này rất là nhộn nhịp, mọi người đi rất là đông. Bây giờ mọi người chuyển hết sang cái con phố vừa nãy rồi. Ở chỗ này Vinh thấy có cả mì xuê này cả nhà này. Đấy, mì xuê ở Việt Nam hiện tại đang rất là phát triển. Ở đây là mì xuê bên Trung Quốc này. Bây giờ Vinh thử ra đấy, Vinh mua cái gì đấy ăn xem nào. Đây, rất là đông người đến mua đồ ăn này cả nhà này. Ở bên này bàn ghế cũng rất là giống mì xuê ở Việt Nam mình. Đấy, mọi người đi mua đông lắm. Mấy bạn nhân viên này cũng là người Việt Nam, người ta thuê về để bán hàng cho người Việt Nam. Em là người Việt Nam đúng không? Em bán cho anh một cái kem ốc quế với lại một cái ly nước. Nước gì đấy? Kem ốc quế với cả nước gì ạ? Cái nước gì đây nhỉ? Cái này là trà bốn mùa. Ờ, cho anh cái trà bốn mùa này một cốc. Ờ, bao nhiêu tiền? 6 tệ ạ. 6 tệ à? Đây là
Đây 10 tệ. Đây cái chỗ này là cái chỗ người ta sẽ trả đồ. Em ơi, cốc cam của chị có chưa? Cho chị luôn, chị đi luôn cam. Một cốc cam nhé. Không có túi đâu. Không có túi đâu, anh ngồi chị cả. Rồi, chị cảm ơn. Cốc 4 mùa với cái kem ốc quế. Cái kem ốc quế nữa. Để anh ngồi đây anh ăn. Không cần túi đâu. Rồi, đây là nước của Vinh này. Nước này gọi là trà 4 mùa hay sao ấy. Rồi mời cả nhà uống nước Mi Xuê ở bên Trung Quốc nhá. Đây. Trà này như ở trà đào. Nó không quá ngọt. Uống vị khá là dễ chịu. Mát. Cái ly này chắc là phải 1 lít. Nhiều quá. Đây. Xin. Còn đây là kem ốc quế này. Đấy, kem ốc quế này cũng giống kem ốc quế ở Mi Xuê Việt Nam mình. Đấy. Mời cả nhà ăn kem với Vinh ạ. Nó chả khác biệt gì ở bên Việt Nam cả. Mùi vị giống y hệt. Dạ vâng, ăn kem xong rồi bây giờ Vinh bắt đầu lại đi dạo phố để đi kiếm cái gì đấy hay quay cho cả nhà xem nhá. Ở đây cũng có một cái quán trà sữa và kem này. Đấy. Cái cốc nước này nó to quá nên là uống chưa hết, phải cầm đi theo để uống. Đường phố bên này có những cái tòa nhà cao cho nên là đi lại nó cũng có cái bóng râm rất là mát cả nhà. Bây giờ Vinh cũng đi vào khá là sâu bên Hà Khẩu này rồi đấy. Tầm này là điện thoại là hết sóng rồi. Và đây là những cái cửa hiệu này, cửa hàng bán buôn này. Có thể coi đây là những cái khu bán buôn rất là lớn của Trung Quốc để xuất khẩu sang Việt Nam mình. Bác nào muốn tìm mối mua giày dép hay là quần áo gì đấy thì có thể là qua bên Hà Khẩu này để tìm mối. Đây bây giờ Vinh đến cái khu vực này thì phải nói ở đây rất là nhiều những cái quán ăn này, ở những cái quán nước, quán ăn vặt các kiểu, quán cơm. Cơm là cơm bình dân ở bên Trung Quốc ấy cả nhà. Càng vào trong này càng tấp nập này. Ở trong này có một cái chợ. Đi ở dưới đường phố của Trung Quốc khá là mát tại vì có những cái tòa nhà cao tầng. Trên là có những cái bóng râm che nắng. Tiếc quá, vừa nãy Vinh vừa mới ăn bánh cuốn rồi. Ở đây lại có một cái quán bánh cuốn này. Đấy, bánh cuốn ở đây là họ sẽ tráng trực tiếp tại quán luôn. Ai ăn thì người ta mới bắt đầu tráng. Và làm rất sạch nhá. Có một cái tấm kính để che lại cho đỡ bụi này. Nhiều quán ăn lắm cả nhà. Những cái quán ăn của Trung Quốc thì thường thường là rất là bé cả nhà ơi. Những cái món ăn là người ta đã sâu hết ra ngoài cửa như thế này. Cho nên là khách chỉ cần nhìn cái là biết mình muốn ăn gì để đi vào
là gọi ăn cái đó luôn. Chứ không giống bên mình vào quán ăn mới bắt đầu hỏi. Đây hình như là một cái quán bánh màn thầu. Trong này bán hoa quả nhiều lắm này. Đây có cả những cái quả mận xanh và mận tím này. Đây là các loại rau củ quả của Trung Quốc. Rất là tươi ngon này. Su su quả rất là to mà nhìn nó rất là tươi này. Đấy. Quả chanh nữa, quả chanh rất là to. Đây là một cái quầy đặc sản của Việt Nam. Các món đồ Việt Nam. À, bên này khá là nhiều người Việt Nam đấy cả nhà. Đường phố bên này rất là rộng. Đường kiểu đường trong làng, trong ngõ. Trong này có một cái chợ này bé thôi, chợ dân sinh. Trước đây có một cái chợ to hơn ở trong kia, nhưng mà cái chợ đấy người ta dẹp mất rồi. Người ta chuyển sang người ta xây chung cư. Chợ này Vinh cũng vào vài lần rồi. Để xem mùa này ở chợ này có gì bán nào. Đợt này thì chợ có mấy cái hàng bên này. Ở đây thì vẫn là bán cá này, cá, cua các kiểu. Trong này là chợ bán rau, củ quả các kiểu. Các chị bán hàng đây, người Việt Nam. Trong này bán rau các kiểu. Wow, đây có những cái cây hành, phải nói là hành khổng lồ luôn cả nhà ơi. Đây này, cây hành nó rất là to nhá. Hành này chắc là chỉ để xào ăn thôi, chứ còn hành này không ăn phở được, tại vì to lắm, to bằng ngón tay luôn, to hơn ngón tay luôn. Đây này, ngón tay của Vinh còn bé hơn cả cây hành. Nói chung là cái cây hành nó dài khoảng hơn 1 mét cơ. Ở bên này người ta khá là thích ăn cái loại hành to này thì vậy. Tại vì có bán nhiều. Chợ đợt này có vẻ là ít người. Chắc là hết giờ đi mua rau rồi, cho nên là bây giờ ít người. Dạ vâng, hiện tại thì Vinh lại tiếp tục đi qua một cái con phố. Con phố này cũng rất là nhiều những cái cửa hàng thời trang này, quần áo, giày dép này. Và đặc biệt ở đây thì những cái cửa hiệu này chủ yếu là ở dưới chân của những cái tòa nhà, giống kiểu shop house ấy cả nhà. Và những cái biển hiệu là họ phải làm kích thước bằng nhau hết này. Đấy. Chứ không có cái biển hiệu của ai mà nó lại to vượt trội ra. Mà bên này họ quy định luôn là nó phải bằng nhau. Bên này có những cái xe máy trông rất là lạ luôn này. Xe này giống cái xe Honda gì đấy của Việt Nam. Bên này phải nói là các cái dịch vụ thì rất là phát triển luôn cả nhà. Ở đây có mấy cái hàng đồ ăn. Giờ nghỉ trưa rồi. Trong này là bán giày, bán dép. Có một bạn nhân viên mà đứng đây. Đấy. Dép với giày ở đây đẹp lắm. Tí nữa về có thể đi vào đây để xem mua một đôi. Ở đây là một cái con đường đại lộ này. Đường đôi rất là rộng rãi và sạch sẽ, đẹp.
Đấy, những cái xe dịch vụ của bên Trung Quốc này chạy qua chạy lại rất là đông. Xe này không biết là chở nước hay chở gì. Còn đây là sông Hồng này các bác này. Con sông Hồng ngăn cách giữa Việt Nam với Trung Quốc. Sông Hồng đợt này nước khá là cao và nước khá là đục. Trước đây thì sông Hồng nó vốn là đục như thế này, nhưng mà thời gian gần đây thì Trung Quốc xây rất là nhiều cái đập ở bên trên thượng nguồn của cái con sông Hồng này, cho nên là nước nó không có được đục nữa và nước nó chuyển sang màu xanh giống như nước sông bình thường. Nhưng mà đợt này chắc là đang mưa lũ cho nên là nước nó mới đục lại. Và bên này là phía bên Trung Quốc thì người ta xây kè rất cao. Chắc kè nó phải cao khoảng hơn chục mét. Và lại còn có những cái hàng thép gai như thế này này. Bắt đầu từ thời Covid là bên Trung Quốc người ta đã thiết lập những cái hàng dây thép gai như thế này để chống cái sự vượt biên trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc rồi. Cho nên là bây giờ cái kè này rất là cao và lại còn có thép gai như này, chả ai có thể là đi lên được. Ở dưới này là dưới sông ấy, cái chỗ dưới này chắc là chả bao giờ có người đến đâu. Ngày xưa thì có thể là bơi thuyền đi qua xong rồi đi sang Trung Quốc được, nhưng mà bây giờ thì có thép gai rồi là kè rất là cao cho nên là người ta không thể vượt biên sang Trung Quốc được nữa. Bên kia là Việt Nam mình. Việt Nam thì nhà ít thôi, có mấy cái lâu đài này. Rồi là bên kia có Mường Thanh cao thôi, chủ yếu là nhà dân sinh. Bên này thì toàn là nhà chung cư cao tầng. Đấy. Bên này thì sầm uất hơn rất nhiều. Mình chỉ cần bước qua cửa khẩu cái là thấy khác hẳn nhau luôn. Đây là những cái kiểu công viên, những cái vườn hoa, những cái lối đi bộ cho người dân người ta đi, người ta tập thể dục buổi tối. Đường này tối đông lắm cả nhà. Đây, bây giờ Vinh đang thấy ở đây có một cái món bánh cả nhà, một cái món bánh nướng. Cái này là bánh nướng Chiết Giang. Đấy. Cái này là họ để ở trong này này. Cho cháu xem một tí được không? Có còn cái nào không? Bây giờ là đang không có khách nên là họ chưa nướng cả nhà. Nếu mà nướng là cái bánh sẽ ốp vào đây này. À, xong là chín là người ta sẽ bỏ ra. Cái này là một cái này là 6 đồng nhá cả nhà nhá. 6 đồng nhân dân tệ. À, 6 đồng. Để lấy tiền giả cô này. 6 đồng. Đây. Ok. Lấy một chai nước nữa nhá. Đây, mình sẽ ngồi đây mình ăn. Trong nước này có nhiều loại nước lắm. Nên chắc là lấy cái nước gì ngon ngon nhỉ. Nước này không ngon. Ui, đủ nước bên này họ làm rất phong phú. Đây nước này đi. Đây một cái chai nước trông rất là đẹp. Đây là cái bánh Chiết Giang. Cái này 6 đồng, mẹ 2 đồng. Sẽ lại 8 đồng. Dạ vâng, bây giờ Vinh sẽ mời cả nhà ăn thử cái bánh nướng Chiết Giang với lại Vinh nhá. Cái bánh này vẫn còn đang rất là nóng này. À, bánh nướng kim hoa Chiết Giang này. À, để xem là có gì đặc biệt này. À, bên trong nó có nhân này, đen đen này. Mời cả nhà nhá. Để miêu tả xem nó có mùi vị gì. Cái bánh này nó không hẳn là bánh ngọt. Không biết là miêu tả như nào, ăn rất là ngon. Cái nhân này ăn ngon lắm này. Cái nhân đen đen này. Mặn mặn một chút.
cái vỏ bánh nó nướng giòn lên thơm lắm. Đặc biệt là nếu như ăn phải những cái hạt vừng, hạt mè này thì nó rất thơm. Không biết là cái nhân nó làm bằng cái gì nhưng mà ăn ngon lắm. Bánh này chắc được làm bằng bột gạo hoặc là bột mì gì đấy. Khá là ngon. Bên trong nó mềm mềm này. Cái nhân của nó. Còn đây là một chai nước mua ở bên Trung Quốc này. Nước này có cái chữ này không biết là chữ gì. Đóng gói rất là đẹp. Này chắc là trà gì đấy. Mời cả nhà uống nước với Vinh ạ. Nước này nó nhạt như kiểu là nước lọc ấy cả nhà. 6 đồng chai này. Tổng cộng của Vinh hôm nay là một cái bánh 6 đồng với một chai nước 6 đồng là 12 đồng. Thế nào? Nó có như kiểu vị đào hay là vị trà. Và nó không có vị ngọt. Lúc đầu Vinh tưởng đây là kiểu như là trà C2 của bên Việt Nam mình. Nhưng mà thực ra đây nó chỉ là trà không, nó không có vị ngọt. Uống cũng được. Cái này chắc là dành cho người kiểu như bị tiểu đường người ta uống. Đây, Vinh sẽ ăn nốt cái bánh khá là to nhá. Ok. Bây giờ nướng là phải đậy cái này vào, lát nữa nó chín này. Ở bên dưới là than này. Đó. Cái lò nướng này nhìn khá là đẹp. Bên trong nó có lẽ là gang. Bên ngoài vỏ là thùng gỗ. Nó đang phồng lên rồi cả nhà. Nó đang phồng sắp chín rồi. Tí nữa chín là bỏ ra. Và cái bánh này chín rồi này cả nhà này. Vừa nãy có một cái chín trước cô mang ra rồi. Đây, bây giờ để lấy cái bánh ra thì sẽ cần một cái kiểu như là một cái muôi thủng. Đấy, và một cái để xúc ra này. Mới bỏ ra nó phồng như này cả nhà. Để một lúc nữa nó sẽ xẹp lại giống cái bánh của Vinh. Đó. Giờ cô ấy cứ kiểu nướng lâu lâu, cô ấy nướng một cái này để khách đi qua khách mua. Và cái này mua liên tục luôn cả nhà. Hết liên tục luôn. À. Sau khi lấy bánh ra thì cô sẽ trà lại cái mặt bên trong này để cho nó sạch. Dạ vâng, Vinh vừa mới ăn thêm một cái bánh nướng Chiết Giang của cô này. Và một chai nước này. Bây giờ rất là no rồi cả nhà. Sáng ăn bánh cuốn nữa. Bây giờ mà muốn ăn cơm bụi nữa thì cũng không ăn được nữa rồi cả nhà. Giờ Vinh phải đi tìm một cái gì đấy quay tiếp. Hey, La Pan Nhang. Xe. Ở đây họ bán hàng họ rất là thân thiện nhé cả nhà nhé. Giờ đang là giữa trưa ở Hà Khẩu. Và tầm khoảng hơn 1 giờ chiều của Trung Quốc rồi. Yên Nam.
Diện Hàm Xuyên. Dạ vâng, cả nhà, hiện tại thì Vinh đang ngồi trên taxi để đi lên một cái thị trấn nhỏ cách đây khoảng 30 cây số gì đấy, và đây là một tài xế taxi là phụ nữ. Nhì chinh nhận tua ta là Ủa? Ủa, yêu sư sứ lạ. Sư sứ. Ờ, sư sứ lạ. Sư sứ. Nhi cái sơ chân lý hại. Khai khoai khoai. Nhi chế hôn lắm à? 40岁 肯定结了。哦，拉安全带。哦哦哦。安全。thắt dây an toàn. Đường phố bên này thì nó rất là đẹp nên là cứ phóng thôi. Cái thị trấn nhỏ này thì mình cũng đi cách đây khá lâu rồi. Chắc khoảng độ chục năm rồi chưa đi. Bây giờ chắc là cũng có nhiều sự thay đổi lắm rồi. Bắt đầu đi lên trên này là đường kiểu đường quốc lộ, đường nhỏ. À, xe cảnh sát. Bạn có thể bỏ khẩu trang ra cho các khán giả của Việt Nam xem một chút được không? Ý là bạn ấy bảo bạn ấy không xinh nên là không dám bỏ. Sao? Dạ vâng, hiện tại thì Vinh đang có mặt tại một cái thị trấn nhỏ. Vừa nãy Vinh vừa mới bắt một chiếc taxi của một chị gái Trung Quốc sang đây. Và đây là một khu chợ này cả nhà này. Cái thị trấn nhỏ này trước đây Vinh cũng đã từng tới một lần rồi. Ở đây vẫn còn chưa phát triển, nó vẫn còn như trước đây Vinh từng tới. Ở đây thì một thị trấn nhỏ thôi, nó có thể coi là một cái xã thôi. Trong này có cái khu chợ này. Đấy. Lâu đó lắm rồi không được đến cái chợ này, không biết là có còn cái gì hay không. Mình thử đi sang đây xem. Đây thì bán giày dép các thứ thôi. Khu chợ này thì được bày bán ở dưới những cái căn nhà chung cư. Hình như ở khu này chủ yếu bán quần áo. Trước đây thì Vinh cũng đã từng đi vào trong cái khu chợ này và mua quần áo, cũng như là đi chơi rồi. Không biết hiện tại cái chợ này có gì thay đổi lớn không. Mình thử đi một vòng xem thế nào. Cũng không biết ở đây có chợ phiên không, để tí nữa Vinh sẽ hỏi. Vinh sẽ hỏi một ai đó bán hàng ở đây. Oh. Ở bên này có những cái quán ăn này. Những cái quán ăn. Và đây là những quán kiểu đồ khô như trứng, như là mắm muối các thứ. Quán đồ ăn chín, đồ ăn sống. Một khu chợ rất là rộng, không có người mấy.
đấy có một bà người dân tộc Hơ Mông, đây bà bán các loại thuốc thảo dược này, thảo dược của người Mông. Khu chợ này có vẻ rất rộng so với lại cái khu chợ ở ngoài huyện Hà Khẩu ngoài kia. Ở đây có một chị này bán cả mì tôm của Việt Nam này. Cô có phải người Việt Nam không? Có. À, ở đây cái chợ này có họp theo phiên không cô nhỉ? Không, ngày nào nó cũng họp. Ngày nào cũng thế này thôi đúng không? Ngày nào cũng có chợ. À, chứ không phải có một ngày nào đông đông đâu đúng không? Cứ tưởng là có chợ nếu mà đông, đông nhất là vào thứ năm. Thứ năm là đông năm nhất à? Người ta đi đón con. À, thế thôi à? Chứ không phải là nó theo phiên giống như ở trên... Ngày trên... nào cũng có chợ. À. À, nhưng mà đông nhất là ngày thứ năm. Với lại ngày Chủ nhật, hai ngày đấy. Chủ nhật là đông à? Ừ, sáng ngày thứ năm thì người ta đi đón con. À. À, về thì ngày Chủ nhật người ta đưa con xuống để đi học. À. Học ngay đây. À. À. Thứ năm đã được nghỉ rồi ạ? Ừ, thứ năm được nghỉ. À, hôm nay nghỉ. Là thứ hai. Nghỉ đến Chủ nhật xong thứ hai đi học à? Đấy. Nó không phải là... Nó không phải họp đông đông như kiểu ở trên... Đường phiên đâu. À. Ngày nào cũng có chợ. Ít người lắm. Từ đây đi Kiều Kiều Đầu là có ngày Chủ nhật đông ấy nhờ? Ừ, ngày Chủ nhật mấy ngày thứ năm. À. Một tuần có hai ngày. Cô ở Việt Nam sang à? Hay là cô ở đây đấy? Cô ở Việt Nam, cô ở bên Quang Kim. À, Quang Kim sang đây bán trứng vịt lộn à? Ờ, cô sang đây năm nay nữa là 29, 30 năm. Ở đây được 30 năm rồi ạ? Ừ. Thế cô là lấy chồng ở đây hả? Không. Sang đây bán hàng, thế là à. Con gái nó lấy chồng, nó đi học bên Trung Quốc xong rồi nó lấy chồng bên Trung Quốc, bây giờ trông à. Cháu, trông con nữa nó, à. Rồi nó đi học. Ý là sang đây trông cháu. Đấy, thì cô ở, từ lúc cô sang bên này đến năm nay là 30 năm rồi. 30 năm à? Thế hồi Covid cô có phải về không? Hay ở đây luôn? Không, không về. Covid cũng ở đây luôn à? Covid ở đây luôn. À. À. Thế ở đây đến tận giờ luôn. Trung Quốc nó còn cấp cho cô một cái thẻ à? Một cái thẻ này nè. Để được ở đây à? Ờ, để được ở đây ấy. Nó cấp cho cô một cái thẻ như thế này. Tại vì hồi đấy gần như ai ở Việt Nam cũng về hết. Chả phải về, cô chả phải về bởi vì có con ở đây thì là cháu nó khóc. À. Thẻ này gọi là thẻ gì hết cô? À, thẻ này nó kiểu như là một cái chứng minh thư nhưng mà mình thì được đi hết ở đây thôi, đi vào trong sâu. Không được đi xa. Ừ. Thế bây giờ cô có được về Việt Nam nữa không? Có, nếu muốn về Việt Nam thì nên báo công an thì công an cho về. À. Không về thì thôi. Chứ ở đây lâu rồi không có giấy tờ nữa đúng không? Không phải giấy tờ gì hết. À. Mỗi một tháng lên công an ký tên một lần. À. Là tôi vẫn ở đây. Tháng nào cô cũng phải lên công an ký à? Tháng nào cũng phải lên. Chứ không phải là lấy chồng ở đây đúng không? Không, không lấy chồng, à. Con gái lấy chồng đây. Lâu rồi cô không về Việt Nam à? Không, lâu lắm không về. Lâu lắm không về. Nhớ nhà. Còn nhớ không? Thế cái này là người Việt Nam mang lên cho cô bán à? Ừ, lên Việt Nam đem sang cho cô. Rồi. Việt Nam, đúng không? Việt Nam Kinh. Việt Nam Kinh. À, đúng. Việt Nam Thứ Trại. Thế cháu cảm ơn cô nhé. Vâng, chúc cô bán đắt hàng. Bên này bán gạo nhiều lắm này cả nhà này. Đấy. Một quán bán gạo. Hàng khô. Xe máy điện, xe máy của Trung Quốc này nhìn rất là lạ này. Đấy. Nghe cô người Việt Nam vừa rồi bảo ở đây cũng không có chợ phiên, tức là ngày nào cũng họp như này thôi. Chỉ có Chủ nhật với thứ năm là đông một chút. Ở đây hình như là một cái quán rượu này, này. Rượu ở đây họ để trong những chum rất to, 20 đồng, 10 đồng một lít.
Từ đây là một cái xe kiểu túc túc. Xe này chở khách luôn được. Ui, trên này cũng không mát cho lắm. Đường phố bây giờ người ta đang chuẩn bị làm lại này. Trước đây đường nó cũng là đường nhựa, giờ đang chuẩn bị sửa lại. Trước đây Vinh cũng từng có khoảng một năm làm thuê trên này, làm phụ xây, phụ hồ ở trên nàn xi này. Hồi đó thì nó cũng như thế này thôi. Bây giờ cũng không thấy phát triển cho lắm. Giờ Vinh không biết được cái nhà mà trước đây Vinh từng xây nó ở đâu nữa. Ở đây nó là một cái thị trấn nhỏ thôi. Nhưng mà nó, nếu mà tính về cấp thì nó là thuộc cấp xã. Dạ vâng, hiện tại thì Vinh đang trên đường quay trở lại cửa khẩu. Vừa nãy đi lên trên cái xã Nàn Xi ấy, thì nó không có được phát triển cho lắm. Nói chung nó không được thay đổi nhiều. Nó không có thay đổi nhiều so với trước đây. Hiện tại còn ít người hơn so với là trước đây Vinh từng tới. Cái xã này cách trung tâm huyện Hà Khẩu, tức là cách cửa khẩu khoảng 20 cây số. Đường đi thì cũng khá là ngon thôi. Nếu mà có bị hỏng thì người ta sẽ vá luôn như thế này. Đường này cũng vẫn chưa mở rộng cho lắm, vẫn chỉ to bằng trước đây thôi. Dạ vâng, hiện tại thì Vinh đã quay trở lại cái khu vực cửa khẩu rồi. Hiện tại đang rất là đông người ở đây. Vừa mới nhập cảnh sang Trung Quốc rất là đông. Một số người thì chờ để chuẩn bị đi về này. Đông người lắm. Vừa nãy có một đoàn du lịch vừa đi nữa. Bây giờ thì Vinh sẽ đi tìm đường để quay về Việt Nam. Lần này cửa khẩu người ta vừa mới xây lại cho nên là nó khác một chút so với trước đây. Trước đây thì biết đường đi về, nhưng lần này thì không biết nữa. Một bịch bim to lên mấy nghìn này? 70 nghìn, con này có được 31 rồi. Cái này là bim bim này các bác này. Cái này là bịch bim bim to thế nhỉ? 70 nghìn à? Loại này là 70 thôi, 101 này. Em vừa uống nước mang no rồi. Cứ tưởng bọn anh mua về Việt Nam để đây bán ngát. Bim bim to lắm này, cái này mua về cho trẻ con ăn chắc là ăn mấy ngày. Cái này có một chị cũng bán bim bim khổng lồ này. 70 cho tới hơn 100 ngàn một bịch. Chắc là ngon. Bịch 100 ngàn. Đây là đông đường lắm. Giờ đi về chắc là đi đường này. Đó. Mà Vinh cũng vừa mới đưa cả nhà đi thăm thú một vòng khu vực huyện Hà Khẩu của Trung Quốc rồi. Đây là một cái cửa khẩu và nó là phát triển gần như là bậc nhất ở Bắc luôn đấy cả nhà. Bây giờ thì Vinh xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo nhé. Bye bye cả nhà.